Câu chuyện đồ chơi, tập phim, siêu nhân người nhện và Power Ranger điều diệt quái vật. Một quái vật rồng lửa khổng lồ, phải hạ gục nó thôi. Nhận lấy này. Oh no! Oh no! Nó mạnh quá. Có sao không người nhện? Tôi không sao. Chiến đấu nào. Mau dừng xe lại ngay. Lại là các người. Bắt ta không dễ thế đâu. Các người được lắm. Có chuyện gì thế nhỉ? Mau qua đó xem thôi. Ha ha. Ha ha. Dừng lại mau. Ồ, thì ra là các Power Ranger. Đến đúng lúc lắm. Mọi người chiến đấu nào. Chiến đấu thôi. Lũ ăn hại, có mỗi chuyện nhỏ như thế mà cũng không làm xong. Đại vương bớt giận, lần sau hãy để em đi tiêu diệt bọn chúng. Hai. Nhỏ. Câu chuyện đồ chơi, tập phim, siêu nhân người nhện đại chiến quái vật khổng lồ xanh. Hả? Lại là nhóm học sinh cá biệt. Hey, đại ca. Này nhóc, đi đâu mà vội vã thế? Em đi về nhà. Em chào các anh.
Đứng lại coi, đi ra đây. Các anh bảo gì em ạ? Này mấy cậu kia, đang làm gì đó? Dạ, mấy anh em cháu đang nói chuyện chút thôi ạ. Thôi, giải tán nào mọi người. Chào chú cảnh sát ạ. Hả? Mau dừng xe lại. Báo cáo, có một mô tô vượt quá tốc độ, đang tiến về phía trung tâm thành phố. Biển kiểm soát CCDC1. Đi đứng kiểu gì mà ẩu thế? Cảnh sát đây, xin nhường đường. À, thì ra để bắt tội phạm, mình phải giúp một tay mới được. Yêu cầu đối tượng mau dừng xe. Không dễ thế đâu. Hả? Oh no. Nhận lấy này. Yêu cầu anh xuất trình giấy tờ. Tôi có phạm lỗi gì đâu. Anh đã vượt quá tốc độ cho phép khi tham gia giao thông trong thành phố. Hài. Ủa, ở đằng kia có chuyện gì thế nhỉ? Ha, ta đã trở lại rồi đây. Phá hủy mọi thứ đi quái vật của ta. Mau dừng tay lại. Ngươi là ai? Sao lại phá hủy thành phố như vậy? Hè, ta là chúa tể Thanos. Còn ngươi là ai? Ta là người nhện. Ta có trách nhiệm bảo vệ thành phố khỏi những kẻ như ngươi. Ha ha ha. Vậy sao? Vậy hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi. Nhận lấy này. Hey ya. Chết nè. Yeah. Hey ya. Bảo vệ thành phố ư? Người quá yếu đó. Hả? Đồng bọn của ngươi sao? Ta sẽ xử lý hết một thể. Hắn ta rất mạnh đó. Chiến nào. Cả người được lắm. Quái vật của ta nghiền nát bọn chúng. Gọi robot chiến đấu nào. Sẵn sàng, chiến thôi. Hạ chúng đi khổng lồ xanh. Oh no, ta thua rồi sao? Đúng thế, nhận lấy này. Tập phim giải cứu chú chó ngoài hành tinh. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các em có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và nhớ là bài tập đầy đủ đấy nhé. Cuối tuần rồi, mọi người có ý định đi chơi đâu chưa? Tớ chưa. Chắc là sẽ ở nhà làm bài tập cả ngày mất. Tớ và Mít sẽ đi chơi công viên nước.
Mùa hè nóng nực thế này, đi bơi là thích nhất. Khánh, còn cậu thì sao? Tớ không biết nữa. Khánh, dậy mau. Có biết mấy giờ rồi không mà vẫn còn ngủ. Đây, con dậy rồi đây. Chán quá, không có ai rủ mình đi chơi đâu nhỉ. Cuối tuần mà cậu cứ ở lì trong nhà thì hả? Sao không ra ngoài mà chơi? Trời nắng nóng như này, làm gì có ai chịu ra ngoài đi chơi với tớ. Khánh, con xuống đi chợ giúp mẹ nhé. Vâng ạ. Mẹ đợi con một tí, con xuống ngay đây. Thôi, tớ đi chợ đây. Mày đâu bị mắc kẹt à? Tao sẽ giúp mày nhé. Hi hi. À, quên mất, mình còn phải đi chợ giúp mẹ. Mẹ ơi, con về rồi đây. Sao cậu đi chợ gì mà lâu thế? Ô, mà con gì kia? Đây là chú chó thông minh. Tớ thấy nó bị mắc kẹt nên cứu nó. Và thế là nó cứ đi theo tớ từ nãy đến giờ. Trông rất đáng yêu, nhưng mà hình như trông không giống một chú chó lắm. Ừ nhỉ. Cậu nói tớ mới để ý. Ơ mà hình như trên lưng chú chó có chữ gì này. Cậu có hiểu được gì không hả Đô Đô? Nó giống như một mật mã kêu cứu. Chắc chú chó này đang cần trợ giúp. Tớ nghĩ cần sự trợ giúp thêm của mọi người. Để tớ đi gọi các bạn. Dưa hấu ơi, Dưa hấu ơi. Tớ đây Khánh. Có chuyện gì vậy? Có một người bạn nhỏ cần sự giúp đỡ của chúng mình. Alo, có chuyện gì vậy? Theo như tớ tìm hiểu thì mật mã trên lưng chú chó rất giống một địa chỉ nhà. Vậy chúng ta mau đến đó thôi, biết đâu gặp được chủ nhân của chú chó này. Ha ha ha, cuối cùng cũng đã tìm ra nó. Các người mau đi bắt nó về đây cho ta. Tuân lệnh. À, cứu. Có chuyện gì mà mọi người hốt hoảng vậy? Đằng kia có một bọn quái vật đang phá hủy thành phố. Không ổn rồi, chúng ta phải mau đi thôi. À, bọn chúng kia rồi. Bắt lấy chúng. Không ổn rồi, chúng ta trở thành mục tiêu của họ rồi. Chạy mau mọi người. À, bắt lấy chúng. Các em có làm sao không? Dạ, tụi em không sao ạ. À, Ti Ti kia rồi. Thì ra là em bị lạc ở đây. Cảm ơn các em đã chăm sóc cho Ti Ti. À, thì ra là bọn chúng. Bắt hết lại cho ta. Các em mau chạy đi. Ở đây hãy để anh chị lo. À, các anh chị giỏi quá. Tạm biệt các em. Cảm ơn các em đã chăm sóc cho Ti Ti nhé. Bye.